today, the worst of the four. Đúng thật, nếu như mà ban giám khảo không chê thì bản thân mình cũng cảm thấy không hề hài lòng với bức hình đấy. In this cover, I feel like you guys want to sail the moon king. It's like that. It's time to eat mooncake. It's time to eat mooncake. In 1980. Everyone. Yeah, I'm so sorry, Claire, but you like mooncake? Why are you sorry? Huh? Did not hit me, mommy. Stop being so fake. Why are you so rude? Are you eating mooncake today? Yeah, I swallowed her for breakfast. Oh my goodness. Anh đồng ý đây là một bức bán mooncake và mong chủ là bà chủ. Khi mà nhìn bức hình đó thì Dung cũng thấy là trong nó cũng hơi hướng Trung Thu thật. Tại sao mọi người lại có những cái ý nghĩa tiềm ẩn sâu như vậy? Nhưng anh coi hình anh không thấy gì hết. Nếu mà nói về Kim Nhung là ánh mắt định kiến của xã hội, đúng, vì mặt bạn đã có một gương mặt rất lạnh lùng,